Đó, 40 ngàn sang đi. Vẫn là chỉ mua cái phát á kìa. Dạ. Hả? Nước đó giờ đang hiện tại thì tới vị trí vô đo. Dạ. Vị trí vô đo này. Xài vậy hả? Lấy một cái thú thôi, thằng quẹt đi cháu. Một cái thú thằng quẹt luôn. Bao nhiêu hả? Dạ. Có cái rẫy nào cần cần không? Có chứ, còn nữa, còn nữa chú cô vé rẫy gần đây con dạ. Không nhiều, con thương hát thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. À. Con có mua rẫy có xài gì được không? Dạ thôi, rẫy để mình tự mình coi hoa mình làm cho nó đi. À đúng rồi, chứ mua xài mắc lắm. Mua cái rẫy ấy đó. Được. Tại con đi mua đất mà là mua rẫy cho hoa á. Đó, đừng có mua máy đây nha, nó mát lắm. Yeah. Mà làm mà không giữ á là nó sẽ ăn hết. Yeah. Ăn hết như vậy à. Đó. Đó. Ở đây hai sòi rồi có bị trộm không đây? Không. Ở đây nói chung là cái dòng ở đây nó ấy lắm. Đàng hoàng lắm. Có ai đi xong máy à. Yeah. Đây mà ai thấy thật trộm chẳng hạn không phải xe mình. Nó thấy không phải xe mình, hái cái xe người ta cũng bệnh. Giữ chung hết phải không? Dạ. Này chú nghĩ cái rẫy con đây là giờ sẽ trồng xoài hay trồng keo đây? Thì con không muốn nếu gì con ơi cái rẫy đây nó hiệu quả ý là theo những kinh nghiệm của chú. Anh trồng xoài ngon, trồng xoài hả? Bắt cái chuyện xoài luôn. Cái rẫy cái thằng hôm qua ăn á là đi vô cũng rẫy á. Dạ. Ừ, cái rẫy trồng á còn ngon lắm. Một tháng nó tụi nó mới giờ chưa hái đâu á. Dạ. Nó cũng rẫy luôn á. Hôm qua tăng là đi cung rẫy á. Dạ. Rồi bắt đi cung rẫy chứ không phải là đi chơi hả? Cung rẫy á. Cung rẫy hả, mấy tụi nó nhiều họ đi chơi đóng á. Dạ. Ở trong đâu có cái hồ nước nè trong đó. Ở trong đó mấy tụi nó mua mấy hồ đóng á. Suối nè. Không à, mấy múc múc. Dạ. Cái rẫy của con á không? Ờ sáng cái thằng kia chỉ á. Dạ. Nó biểu lên trên đó là có
sau này mình xây cái bờ thành là nước đang có trên đó. Dạ. Em xuống đi lên nè, lại có nước, nếu bắt ống đường xuống, nó nói chỉ lỗ nước, đó. Chú đầu ông quen đâu mà biết họ chỉ, bây giờ sáng đi, hồi sáng đi xuống vô là gặp cái thằng mấy thằng ở làm ở đó biết nó chỉ à, dạ. mấy thằng nó làm nó đâu biết nó chỉ à. Đó, chú đi thì con mới quay phim được, cho mình còn thì con không quay được. À, người ta đi, ông đi làm nhà nước, làm cho mấy công ty xây dựng hơn. Ông không đi được, ông phải coi qua hình ảnh, coi qua video. Đường khúc mà nó bổ qua này là ngon. Không qua con đường đấy hả? À, có giá lắm. Bảo đảm năm nữa nếu mà mở quà có giá lắm. Biết bao nhiêu rồi. Có giá lắm. Biết rồi. Đúng rồi. Còn cái đẩy xài sát bên á. Cái đẩy xài con sát bên á. Luôn nó thì lớn không? Chứ trong chút xíu nữa. Là nó đòi tỷ mấy á. Bởi vì mình mua đất rẻ mình làm một xíu hơn à. Dạ. Mua đất rừng á. Dạ. Muốn làm lúc nào mình làm nhá. Lo gì. Bỏ xong đâu cũng được. Hả. À. Mình bỏ lần ít. Dạ. Một năm mình bỏ có ít vốn à. Dạ. Một năm mình có ít. Chứ mình đâu có nhiều đâu mà. 10 năm sau rồi cũng được. Chỉ 10 năm. Và quá 2 năm ăn cái mấy 10. Dạ. 2 năm. Hai năm là mình hai chuyến là mình lấy lại cái tiền con giống của mẹ rồi. Dạ. Chứ đây gì 10 năm bè tè ra lấy lại cũng vậy. Thì mình làm một hát mình lấy một hát, làm hai hát mình lấy hai hát, ba hát lấy ba hát thôi. Dạ. Bỏ vốn nhiều mình lấy tạm làm số nhiều hả. Không có thể dùng cái cầm sòi ngon. Dạ. Để cầm sòi ra ở đây mướn người có không chú? Có chứ, cô cha nếu kêu phát cái đồ chú kêu cho. Dạ. Làm cái kêu cho ba chị nó mà rồi mới đi cầm này không. Dạ. Rồi rồi chú à, không chú lấy con gì đây rồi chú là gì rồi đây là ở trong có tưới nước không dạ? Không không tưới đây ăn nước cầu không à. Dạ. Ăn nước cầu nó ướt quá mà tưới vậy đây nước đầu tứ ăn tại nước cầu không à. Sao trồng chuối vô trong đó trồng chuối là nữa mình thu cái nguồn chuối trước à. Nên mình ăn ngắn trước ăn ngắn rồi à, lấy chiều đâu dài à, lấy nhiều rồi đu qua nó lòi ra cái khác cái khác. Dạ. Là mình ăn đủ chuyện ăn không lấy ngắn rồi dở trồng ăn cái đó không vừa ăn lá vừa nữa lá chuối nữa ăn đủ các kiểu ăn là mình làm mướn cho mình ha. Dạ. Nó không phải là muốn cho người ta ăn. Còn một ngày công của mình rất là cao. Cao thì đó, như ăn cái chuối nó lòi ra bắt đầu cái xài. Là mình thời gian mình không có chết. Mình không có lỗ cái gì hết. Xíu hơn. Dạ. Tính như cái được kia mà sao tính. Ở đây trong chùa không có hiệu quả hơn. Không, trong chùa không có không xài được. Có cái bụng bệnh nó chịu xài lắm. Chùa nó chịu nước. Mà không có nước thì nó không chịu. Không xài nó không cần nước. Đúng rồi, xài không cần nước. Không, còn đó nó chịu xài lắm. Xài các chỗ xài ở bụng bệnh đẹp nhất luôn. Dạ. Không có xài nào đi qua cái xài này. Mà chú không có chỗ, chú nào bằng đẹp qua chú này. Mà đi quay lên á, là chú có tiếng là chú ở đây nè. Dạ. Mà xài đẹp nhất. Lên trên đó chú cứ ngồi chỗ nào mát chơi còn lên trên đó anh đỡ cho mình xuống à. Tại cái hết cái một cái đồi đó là đồi của bạn. Dạ. Đừng nói cái chuyện mà hơn 4 hát mình đưa gì hết á. Tôi dưới 4 hát dưới 3 hát là tôi cần tiền ra. Dạ. Nói vậy á. Nhiều 4 hát mình nhờ thôi.
Dạ. Buồn hả? Thì vậy đó. À. Mình vô ha. Chứ đừng có nói gì hết. Tụi nó ở đó, nó gãy ba cầu sao 4H rồi, lấy rồi ra đò 4H mấy đò chứ giờ gãy ba rộng lắm, cái tụi nó gãy ba rộng cơm vậy đó. Mày ăn xoài 10 năm là ngon rồi, bộn bạc đâu không, 5 năm mà ăn bộn à, còn 10 năm dạ. 5 năm chứ 2 năm lấy chuyến lấy lại tiền dân con giống tiền đồ. Có xe rồi chuyển đồ lên cho mình vậy đó không? Xe chuyển lên đó. À, xe công cạch đó. Ờ, xe công cạch. Không, xe 2 tấn rưỡi. Dạ. Lo chứ. 2 tấn rưỡi cũng lên được luôn. Thì lên 2 tấn rưỡi luôn, phải bắt cho 2 cầu à. Dạ. Chứ một cầu nó lên không được đâu. Dạ. Một cầu thì không được. Đây nè, thấy chưa? Dạ. Thấy chưa? Đây. Hả? Đây 2 tấn rưỡi, 2 cầu à. À. Nó đi vô tú con kia đó mà. Vô chợ xoài. Hả? Đi cùng cắt cái thuốc ở trong kia đâu phải ngoài này đâu, vô thuốc trong cái đường vô rãy của ông tại gia mà đi đường kia, đi đường kia xe hơn cắt á, tại bị lỡ ở đây nè, chứ đừng có bị lỡ nó chưa làm đường à, chứ làm đường là xe vô thuốc rỗng hết á. Trở về đây mà đó làm đây mà phối hợp hợp dân đã làm đây mà làm nếu làm đổ bê tông người ta đổ ở đây nè và chờ tiền nhiều gì á là nó làm rõ đá là kì có đó kì không cho nó có bể đường đó có đó kì theo bây giờ này nè đó nó làm đầu ấu lại làm làm một lần cho nó chắc đó. Còn cái chỗ cái ống nước bỏ nó hôm qua gì hồi sáng gì đó của chỗ thau nước thằng em á, cái ống nước á nó kéo gì bị bỏ á, bỏ sao được không mua cái chỗ là này hôm qua.
quá, lộn xưởng quá đó. Nó lâu lắm. Thấy không? Các bác sĩ còn cạch vô không? Dạ. Thì còn cạch vô không à? Lớn vô nè. Đầu tư vườn sò này chắc cũng hết 200 hả? Đâu? Làm dữ hả? Thật quá không? Tiền con phát thì cho phát cho 12 triệu đi. Thì con giống ví dụ bao nhiêu mà tính ra đâu mà đầu tư một năm mình thì ví dụ cho bốn đợt cỏ nhiêu tiền công trồng luôn đó thì công trồng thì nhanh rồi không nhiêu công thì công chuyển thì xe cọc cạch chuyển lên nó dở mà đâu mà dưới vàng để con xuống nữa chưa đủ ở nước rồi sao bỏ ấm rồi nha. Dạ. Ống nước nó bắt con xuống gì nhờ. Bắt con xuống gì á? Nó bị bỡ ống nó. Bỡ ống chảy xuống nè. Rồi sao khư mưa chảy xuống kia cho khác nữa. Nước này nước mạch mà. Đâu phải nước mạch. Không phải. Nước ống người ta bắt ở trong này có suối người ta bắt gì á? Trong này suối nước tre gì không này. Không cần bơm luôn rồi sao? Không cần bơm. Cái nước nó tự chảy vô trong ống rồi nó xuống rồi. Hả? Để bắt ống mà bơm nữa. Nào làm xong giấy tờ con gửi chú à. Biết anh mà dạ. Chú làm cũng khổ chứ đâu sướng nhất được. Con đi làm môi giới con cũng biết. Tới à? À cái tối ở đây nè. Dạ. Ở đây mà có con đường bê tông nữa. Bây giờ đang đổ mà. Kia cọc cạch cho cát cho đổ luôn á.
không? Dạ. Dài. Từ cái bài kia cái cuốn này. Dài tiếp không? Bây giờ từ bài kia vô cuốn này xe nó đâu còn không? Kiếm chỗ nào mát chú nghỉ. Ừ. Uống nước này. Con lên đây à, thằng xuống là xuống thì xe lắc mà xuống cái đoạn dưới đây mà. Dạ. Xuống cái đoạn đó còn quay. Dạ. Thầy xuống lên nè. À. Dạ rồi. Ừ. Chú không ngồi đây. Dạ. Nước này. Thầy xuống lên nè. À. Dạ. Dạ.